Minh được Tử Vi hoan hỷ chào đón quý cô bác đã quay trở lại với chuyên mục Tử Vi 12 con giáp. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Và ngày hôm nay, Minh được Tử Vi sẽ chia sẻ với quý cô bác về tử vi thứ tư ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023, và theo âm lịch, hôm nay là ngày 20 tháng 4 năm Quý Mão, ngày này là ngày Bính Thân, tháng Đinh Tỵ năm Quý Mão và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bàng Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thi Lao, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Cầu Trần. Về ngũ hành niên mệnh Sơn Đầu Hỏa ngày Bính Thân tức Can Khắc Chi, nghĩa là họa khắc với kim, và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm Sơn Đầu Hỏa Kỵ Tuổi Canh Dần Nhâm Dần, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày thân lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn, thành thủy cục xung với dần, hình hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Về tuổi xung khắc trong ngày, tuổi xung trong ngày gồm có tuổi Giáp Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất và Nhâm Thìn. Tuổi xung trong tháng, tuổi Kỷ Hợi, Quý Sửu, Quý Tỵ và Quý Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày có các sao tốt như sao Thiên Đức hợp tốt mọi việc, sao Thiên Quý tốt mọi việc, sao Ngũ Phú tốt mọi việc, sao Tục Thế tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, sao Lục hợp tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao Tiểu Hao xấu về giao dịch mua bán cầu tài lộc, sao Hoang Vu xấu mọi việc, sao Hỏa Tai xấu đối với xây dựng nhà cửa, đổ mái sửa sang nhà cửa, sao Hà Khôi xấu mọi việc, nhất là khởi công động thổ xây dựng về nhà cửa, sao Trùng Tang kỵ về cưới hỏi an táng khởi công động thổ, sao Lôi Công xấu đối với xây dựng nhà cửa, sao Nguyệt Hình xấu mọi việc, sao Ngũ Hư kỵ về khởi tạo cưới hỏi an táng, sao Cẩu Giảo xấu mọi việc. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày: Hỷ Thần hướng Tây Nam, Tài Thần hướng Chính Đông. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 con giáp thứ tư ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ tư ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tý. Bước sang ngày thứ tư này, xem tử vi cho thấy người tuổi Tý được cục diện ngũ hành tam hợp, thân Tý Thìn che chở vận trình nên mọi việc trong ngày này đều hanh thông thuận lợi không ngờ. Các mối quan hệ của người tuổi này cũng nhờ đó mà hài hòa hơn trước khá nhiều. Lại thêm chính Ấn Độ mệnh, bản mệnh tự tin khẳng định được vị thế của bản thân. Những người tham gia thi cử trong thời điểm này dự báo có nhiều tín hiệu khả quan. Chỉ cần bạn vững tâm ôn luyện, chắc chắn kết quả sẽ như mong đợi. Đúng là thần may mắn đã gọi tên con giáp này trong ngày hôm nay khi chuyện tình cảm của bạn cũng không kém phần tốt đẹp. Ngũ hành kim thủy tương sinh giúp cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày một gắn kết hơn. Sự lắng nghe và chia sẻ giúp cả hai ngày một thấu hiểu nhau hơn. Khẩu quyết: Tử vi tuổi Giáp Tý thuộc mệnh kim. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng gắn kết hơn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc mệnh thủy. Công việc suôn sẻ thuận lợi không ngờ. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc mệnh hỏa. Mối quan hệ tình cảm hài hòa tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc mệnh thổ, tự tin khẳng định vị thế của bản thân. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mệnh mộc, lắng nghe và chia sẻ giúp cả hai thấu hiểu nhau. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 57, số 85, số 16. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ: Thân, Sửu. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác
anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, trong ngày được chính tài trợ mệnh, người tuổi Sửu trong ngày thứ tư này chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Các thần chủ về tài lộc này sẽ mang đến tin vui cho bạn, túi tiền của bạn sẽ dày hẳn lên nhờ những khoản tiền lương tiền thưởng mà bạn xứng đáng có được. Bản mệnh hãy nhớ lên kế hoạch quản lý tài chính một cách cụ thể và rõ ràng để tránh việc chi tiêu vượt quá giới hạn nhé. Bạn vẫn cần phải kiểm soát tinh thần mua sắm đang hừng hực khí thế của mình mà. Thổ sinh kim, con giáp tuổi Sửu trong ngày thứ tư này dễ dàng tìm được tiếng nói chung với những người thân trong gia đình. Những mâu thuẫn dần được hóa giải. Người độc thân có cơ hội tìm được nửa kia của mình qua những buổi gặp gỡ bạn bè. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh kim. Các thành viên trong gia đình tìm được tiếng nói chung. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh thủy. Không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa, đừng lơ là sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh thổ, tiền bạc rủng rỉnh trong tay. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc, cần học cách chi tiêu hợp lý hơn. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 20, số 17, số 96. Giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường, vàng, cà phê. Quý nhân phù trợ, Dậu, Tý. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dần. Vận trình ngày mới nhận thấy, do chịu tác động tiêu cực từ cục diện Dần thân tương xung gây trở ngại, những mối quan hệ của người tuổi Dần trở nên căng thẳng hơn trước. Những bất đồng quan điểm trong công việc cũng như cuộc sống là nguyên nhân chính khiến mâu thuẫn ngày càng gia tăng. Bản mệnh nên tránh xa những cuộc chiến tranh giành quyền lợi chốn công sở do tỷ kiên mang tới. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy cô độc, tuy nhiên, có lẽ đây lại là lựa chọn thích hợp nhất cho bạn trong thời điểm này. Ngày kim khắc mộc, có lẽ đây chưa phải là thời điểm để bạn tiến những bước xa hơn trong mối quan hệ của hai người. Đừng để tình cảm che mờ mắt mà vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng. Thời gian sẽ giúp bạn và người ấy hiểu nhau rõ hơn đó. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy, tránh xa những thị phi chốn công sở. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc mệnh hỏa, những mâu thuẫn phát sinh là điều không thể tránh khỏi. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc mệnh thổ, hãy tìm hiểu đối phương thật kỹ trước khi đưa ra lựa chọn cuối cùng. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mệnh mộc, đừng để tình cảm làm che mờ lý trí. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc mệnh kim, đôi khi sự cô độc cũng có lợi ích riêng. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 36, số 11, số 73. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh lá, xanh lam. Quý nhân phù trợ, Hợi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mão. Xem tử vi hôm nay, vận trình của người tuổi Mão gặp kiếp tài chiếu mệnh, nên con giáp này sẽ gặp không ít rắc rối liên quan đến tiền bạc trong ngày thứ tư này. Bản mệnh dễ bị choáng ngợp trước những lời mời gọi hấp dẫn để rồi vội vàng đầu tư mà không tìm hiểu những rủi ro ẩn sau đó. Hãy tỉnh táo và sáng suốt trước khi quyết định những chuyện hệ trọng như thế này. Số tiền đầu tư dù lớn hay nhỏ cũng là công sức mà bạn đã bỏ ra bấy lâu nay. Đừng để chúng một đi không trở lại. Ngũ hành kim mộc xung khắc, cảnh báo con giáp này nên cẩn thận với những mối quan hệ khác giới. Sự tin tưởng đặt nhầm chỗ sẽ khiến bạn chịu những tổn thương khó có thể lành được. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Mão thuộc mệnh thủy, tỉnh táo và sáng suốt trước những quyết định liên quan đến tiền bạc. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc mệnh hỏa, nguy cơ mất tiền hao của nếu không biết nhìn ra trông rộng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc mệnh thổ,
đừng để bị cuốn vào những lời chào mời hấp dẫn. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mệnh Mộc, cẩn trọng với những mối quan hệ khác giới. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc mệnh Kim, đừng tự mình làm mình tổn thương. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 3 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 77, số 21, số 12. Giờ tốt, từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường, xanh dương, đen. Quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thìn. Tiếp nối tử vi ngày mới phương Đông cho thấy, người tuổi Thìn gặp được cục diện ngũ hành tam hợp, Thân Tý Thìn trợ vận, người tuổi Thìn đón tin vui công việc trong ngày này. Bản mệnh xây dựng được những mối quan hệ xã giao bền vững, cơ hội ký kết hợp đồng mới cũng sẽ xuất hiện sớm thôi. Thêm nữa, tình hình tài chính của bản mệnh còn có những tín hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Nhờ thiên tài trợ mệnh, rất có thể bạn sẽ nhận được một khoản tiền thưởng hay khoản thu nhập thêm từ nghề phụ. Ngũ hành thổ kim tương sinh, người tuổi Thìn hãy mở lòng mình hơn trong ngày này. Đừng ngại ngần tham dự những buổi gặp gỡ do bạn bè người thân giới thiệu, bạn có thể tìm thấy một nửa của mình ở đó đấy. Khẩu quyết, tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc mệnh hỏa. Cần cẩn trọng trong từng vấn đề của cuộc sống, đặc biệt là tiền bạc. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc mệnh thổ, tình hình tài chính khởi sắc đáng kể. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mệnh mộc, có cơ hội tìm được nửa kia cho mình. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc mệnh kim, công việc thuận lợi, có cơ hội ký kết hợp đồng mới. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy, mối quan hệ gia đình hài hòa tốt đẹp. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 78, số 96, số 12. Giờ tốt, từ 23 giờ đến 1 giờ. Màu sắc cát tường, nâu, trắng. Quý nhân phù trợ, Ý, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tỵ. Vận trình ngày thứ tư này, người tuổi Tỵ đang có những dấu hiệu tốt đẹp khi xây dựng được cái mối quan hệ làm ăn thuận lợi trong ngày Tỵ Thân lục hợp như hôm nay. Đây sẽ là nền tảng cho con đường phát triển trong tương lai của bạn. May mắn có thực thần che chở, bản mệnh còn có cơ hội phát tài nhanh chóng trong ngày này. Đặc biệt với những người làm ăn kinh doanh hoặc nghề tự do, đừng bỏ lỡ thời cơ có 102 này. Tuy nhiên, hỏa khắc kim, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Những xung đột nảy sinh từ những chuyện nhỏ nhặt trong đời sống cũng có thể trở thành mầm mống nguy hại cho mối quan hệ giữa hai bạn. Hãy tìm cách hóa giải chúng trước khi mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh hỏa. Những mâu thuẫn âm ỉ chính là liều thuốc độc trong chuyện tình cảm của hai người. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh thổ, cơ hội phát tài phát lộc nhanh chóng. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh mộc, sớm tìm cách hóa giải mâu thuẫn giữa các cặp đôi. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh kim, những mối hợp tác làm ăn bền vững là nền tảng cho sự phát triển trong tương lai. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh thủy, không cần lo lắng quá nhiều về vấn đề sức khỏe. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 5 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 3 sao. Con số may mắn, số 28, số 87, số 22. Giờ tốt, từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường, hồng, tím. Quý nhân phù trợ, Dậu, Thân. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Ngọ. Bước sang ngày mới, do chịu ảnh hưởng của thương quan giáng họa, công việc của con giáp tuổi Ngọ gặp nhiều khó khăn trắc trở.
Cũng chỉ vì tin lầm người mà con giáp dễ mắc bẫy tiểu nhân này sẽ phải chịu những hậu quả đáng tiếc, tiền bạc thất thoát nặng nề. Hỏa khắc kim, bản mệnh cũng cần quan tâm nhiều hơn đến nửa kia của mình. Đừng biện minh cho sự bận rộn của bản thân mà bỏ bê người ấy. Sẽ chẳng có gì có thể bù đắp được những hố sâu khoảng cách giữa hai người đâu. Để công việc được thuận lợi hơn, bạn nên chọn giờ tốt cũng như hướng tốt để xuất hành. Cụ thể bạn có thể đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ Thần và hướng Chính Đông để gặp Tài Thần, tránh xuất hành hướng Tây Bắc bởi đây là hướng xấu. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Đặt lòng tin sai chỗ, hậu quả sẽ khôn lường. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Chọn ngày giờ và hướng tốt để xuất hành, mọi việc sẽ thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Kẻ tiêu nhân nhăm nhe chiếm đoạt những gì bạn có trong tay. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ. Chỉ có chia sẻ và lắng nghe mới mong được người khác thấu hiểu. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc. Công việc gặp nhiều trắc trở thách thức, nỗ lực hết mình sẽ vượt qua. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 4 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 16, số 77, số 05. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: tím, đỏ. Quý nhân phù trợ: Dần, Mùi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Mùi. Thứ tư này, chính tài xuất hiện trong vận trình, báo hiệu điểm sáng trên con đường tài lộc cho người tuổi Mùi ngày hôm nay. Bản mệnh có thể được tăng lương hoặc được thưởng nóng do thành tích làm việc có tiến bộ và nỗ lực bền bỉ trong suốt thời gian qua. Lãnh đạo luôn nhận ra được sự cố gắng hết mình của bạn và sẽ có hình thức tuyên dương xứng đáng. Hôm nay cũng là một ngày rất thích hợp để ký kết hợp đồng. Những chú dê có thể tìm được những mối đầu tư xứng đáng, hứa hẹn mang lại nhiều lợi nhuận trong tương lai. Hôm nay, bạn cũng rất dễ gặp được đối tác có cùng chí hướng với mình. Thổ sinh kim, người tuổi này có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Đôi bên thường hay tâm sự với nhau những việc xảy ra hàng ngày, san sẻ mọi niềm vui nỗi buồn, nhờ thế cả hai càng lúc càng trở nên thấu hiểu và thông cảm cho nhau hơn. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh kim, có nhiều điểm sáng trên con đường tài lộc. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy, có thể được tăng lương hoặc được thưởng nóng. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa, hôm nay là một ngày rất thích hợp để ký kết hợp đồng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ, có thể tìm được những mối đầu tư xứng đáng. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc, có mối quan hệ rất hòa hợp với nửa kia của mình. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá đạt 5 sao. Sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 22, số 07, số 86. Giờ tốt: từ 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: Ngọ, Mão, Hợi. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Thân. Căn cứ tử vi hàng ngày của 12 con giáp cho thấy, thứ tư này bị hung thần thiên quan chiếu mệnh. Con giáp tuổi Thân sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối tranh cãi liên miên, đặc biệt với những người có chức có quyền. Tâm tính nóng nảy do thiên quan đem lại sẽ khiến bạn khó giữ được bình tĩnh mà có những hành động bộc phát. Tốt nhất bản mệnh nên tránh xa những chuyện thị phi kẻo rước họa vào thân. Trong ngày kim khí vượng như hôm nay, bản mệnh nên chú ý hơn đến sức khỏe của bản thân, đặc biệt với những người có tiền sử các bệnh về đường ruột, tiêu hóa. Thời tiết nắng nóng cũng là một trong những nguyên nhân khiến tình trạng ăn uống kém ngon miệng, cơ thể suy nhược. Đừng quên uống thật nhiều nước và ăn uống đủ chất để tăng sức đề kháng cho bản thân. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Thân thuộc mệnh Thủy, nên tránh gây gổ với những người có địa vị cao. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc mệnh Hỏa, cần quan tâm hơn đến sức khỏe của bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc mệnh Thổ, ăn uống đầy đủ và tập luyện đều đặn là bí quyết để khỏe mạnh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mệnh Mộc,
tránh xa chuyện thị phi quan trường kẻo rước họa vào thân. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc mệnh Kim, những rắc rối tranh cãi xảy ra liên miên. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 3 sao; tài lộc, đánh giá đạt 3 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 3 sao; tình cảm, đánh giá đạt 4 sao. Con số may mắn: số 21, số 71, số 65. Giờ tốt: từ 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, ánh kim. Quý nhân phù trợ: Ý, Tị. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Dậu. Vận trình ngày mới cho thấy, với sự xuất hiện của chính quan chiếu mệnh, cát thần này mang tới cho người tuổi Dậu sự hiệu quả, hanh thông trong công việc. Bạn chủ động hơn, xông xáo hơn, không ngại gian khó để khẳng định tài năng vươn tới thành công. Nhờ vậy, bạn sẽ sớm nhận được nhiều tin vui khi mà những nỗ lực và cố gắng của bản mệnh không hề uổng phí, thành quả mà bản mệnh đạt được hôm nay đủ để khiến cho con giáp này thấy tự hào. Hãy cố gắng duy trì phong độ này nhé. Tuy nhiên, ngũ hành xung khắc nhắc nhở người tuổi này cần phải thận trọng hơn trong cách xử lý chuyện tình cảm của mình. Bạn và người ấy ở bên nhau đã lâu, nhưng như thế không có nghĩa là bạn có thể bỏ qua hết những suy nghĩ của người ấy. Sự vô tâm của tuổi Dậu có thể khiến cho người ấy tổn thương nó. Khẩu quyết: tử vi tuổi Ất Dậu thuộc mệnh Thủy, đạt được sự hiệu quả, hanh thông trong công việc. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, xông xáo hơn, không ngại gian khó để khẳng định tài năng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, nỗ lực và cố gắng đem về thành quả xứng đáng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, cần phải thận trọng hơn trong cách xử lý chuyện tình cảm. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, sự vô tâm của bạn có thể khiến cho người ấy tổn thương. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 5 sao; tài lộc, đánh giá đạt 4 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 3 sao. Con số may mắn: số 77, số 83, số 01. Giờ tốt: từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, xám. Quý nhân phù trợ: Tị, Sửu, Thìn. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Tuất. Xem tử vi phương Đông thấy rằng mọi dự định của con giáp này trong ngày hôm nay có thể hanh thông cũng một phần nhờ sự trợ giúp của quý nhân Tam Hội. Dù có gặp khó khăn vướng mắc trong lúc này thì bản mệnh cũng dễ dàng vượt qua. Quý nhân có thể ở ngay bên cạnh bạn, là người thân, bạn bè, đồng nghiệp, cấp trên hay đối tác của bạn. Có thêm thiên tài độ mệnh, người tuổi Tuất có thể đón nhận những tin vui tiền bạc bất ngờ. Cơ hội phát tài nhanh chóng này chẳng mấy ai có được đâu, hãy biết tận dụng lợi thế của bản thân, nếu không bạn sẽ phải hối tiếc về sau đó. Chuyện tình cảm của bạn có nhiều tín hiệu khởi sắc trong ngày ngũ hành thổ kim tương sinh. Khả năng bạn gặp được một nửa của mình qua những cuộc gặp gỡ mai mối là rất cao. Hãy vui vẻ đón nhận tình cảm của đối phương đi nhé. Khẩu quyết: tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa, khó khăn vướng mắc đều lùi bước trước quyết tâm mạnh mẽ. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ, mối quan hệ tình cảm có nhiều khởi sắc. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc, sức khỏe được duy trì ổn định, không phải lo lắng gì nhiều. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim, có quý nhân trợ giúp, mọi việc hanh thông suôn sẻ. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy, hãy mở lòng đón nhận tình cảm của đối phương. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp, đánh giá đạt 4 sao; tài lộc, đánh giá đạt 5 sao; sức khỏe, đánh giá đạt 4 sao; tình cảm, đánh giá đạt 5 sao. Con số may mắn: số 76, số 16, số 88. Giờ tốt: từ 19 giờ đến 21 giờ. Màu sắc cát tường: cà phê, trắng. Quý nhân phù trợ: Mão, Dần, Ngọ. Vâng, cảm ơn quý cô bác, anh chị đã theo dõi video. Chúc quý cô bác, anh chị và các bạn đón một ngày mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc, bình an, gặp được thật nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công. Tử vi thứ tư, ngày mùng 7 tháng 6 năm 2023 của tuổi Hợi.
Bước sang ngày mới, người tuổi Hợi gặp cục diện ngũ hành tứ hình xung, Dần Thân Tị Hợi gây trở ngại, cảnh báo trên con đường tiến tới thành công của bạn sẽ gặp không ít kẻ tiểu nhân. Bản mệnh cần phải luôn tỉnh táo và hành động một cách cẩn trọng nếu không muốn bị kẻ xấu bụng trong bóng tối đánh vào điểm yếu và hạ bệ bạn trong phút chốc. May mắn là có thiên ấn ở bên độ mệnh, với tài năng và trí thông minh sẵn có, con giáp này tự tin khẳng định bản thân mình, ghi dấu ấn không nhỏ trong từng bước phát triển của tập thể. Tuy nhiên, bạn cũng đừng vì thế mà tỏ ra cao ngạo, không thấu đạt lòng người, đó có thể là nguồn cơn của rắc rối mà bạn sẽ gặp phải trong tương lai đó. Kim sinh thủy, sức khỏe của người tuổi Hợi trong thời điểm này có dấu hiệu tiến triển đáng kể. Việc ăn uống ngủ nghỉ và tập luyện điều độ giúp bạn vừa có thể kiểm soát cân nặng vừa giúp cơ thể bạn khỏe mạnh, tăng cường sức đề kháng chống lại mọi bệnh tật. Khẩu quyết, tử vi tuổi Ất Hợi, thuộc mệnh hỏa. Kẻ tiểu nhân rình rập chờ thời cơ hạ bệ bạn. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thuộc mệnh thổ. Sức khỏe có dấu hiệu tiến triển khá tốt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, thuộc mệnh mộc. Sự kiêu ngạo có thể là rào cản ngăn bạn đến với thành công. Tử vi tuổi Tân Hợi, thuộc mệnh kim. Luôn tỉnh táo và hành động sáng suốt. Tử vi tuổi Quý Hợi, thuộc mệnh thủy. Tự tin khẳng định năng lực của bản thân. Các chỉ số trong ngày. Sự nghiệp, đánh giá, đạt 4 sao. Tài lộc, đánh giá, đạt 3 sao. Sức khỏe, đánh giá, đạt 4 sao. Tình cảm, đánh giá, đạt 5 sao. Con số may mắn, số 95, số 06, số 12. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường, đen, xanh dương. Quý nhân phù trợ, Mão, Dần. Vâng, quý cô bác và anh chị kính mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi hàng ngày của 12 con giáp. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý cô bác, anh chị sẽ có một ngày nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.